Ivy xin mến chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ghé kênh Ivy Đoàn Cuộc Sống Mỹ Vlog. Đây là cái trang kênh YouTube của Ivy. Cả nhà ghé kênh ủng hộ Ivy với nha. Đây là những cái video mà Ivy vừa mới tải lên đó cả nhà. Đây là những cái video phổ biến. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ghé kênh ủng hộ Ivy. Hôm nay Ivy muốn chia sẻ với cả nhà về cái trang web cửa hàng bán quần áo online. Ivy đã lưu sẵn cái trang web của cái hãng Shein này. Đó. Đây là trang web của nó. Hoặc là những cô chú anh chị nào mà lần đầu tiên đến với trang web này thì chúng ta có thể vào Google gõ đó. Shein thì nó có cả ở Việt Nam, cả ở Mỹ nữa. Thì AV sẽ nhấn Enter nha. Cái trang đầu tiên này thì nó sẽ hiện ở Mỹ. AV sẽ mở trang này ra. Những cô chú anh chị nào đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam thì chúng ta có thể mở cái trang web này ở Việt Nam ra. Đây là cái trang web chính thức của nó nè các bạn. Nó có tiếng Việt nữa. Ngoài ra nó có tiếng Anh nữa. Tiếng Việt thì dành cho những cô chú anh chị nào mà muốn có thêm thông tin rồi những mặt hàng, rồi kích cỡ bằng tiếng Việt dễ dàng hơn. Ivy sẽ vào trong tiếng Anh này nhé. Sau đó cả nhà click vào trong cái hình nửa người, làm tương tự như vậy đi. Đối với cái trang này thì nó sẽ chia ra hai phần. Lần đầu tiên mà các bạn đến với Shein thì nó sẽ yêu cầu các bạn đăng ký địa chỉ, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, rồi có thể click vào trong những cái sở thích, click đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào đăng nhập. Ivy đã đăng ký xong rồi, bây giờ Ivy sẽ sign in đăng nhập vào nhé. Cả nhà đợi Ivy một lát. Sau khi mà đăng nhập vào xong thì nó sẽ hiện ra cái trang web cái tài khoản cá nhân của Ivy. Ivy vừa mới đặt hàng xong vào ngày 7 tháng 3 vào lúc 9 giờ, có 6 mặt hàng. Tổng số tiền đó là 61 đồng 52 cent. Và đây là cái đơn hàng cũ mà Ivy cũng có một cái đơn hàng cũ mà Ivy đặt cũng khá là lâu rồi. Mọi người có thể vào trong cái hình nửa người, vào My Order, nó sẽ hiện ra cái này để track xem ha. Ivy đặt 6 cái mặt hàng: áo dài tay corner, áo ngắn tay phòng corner, áo đầm dài nè, chân váy dài xếp ly và một cái áo dài tay. Thì hiện tại nó đang ở transit, đang trên đường vận chuyển thôi. Dự đoán ngày đến thì sẽ tầm là ngày 20 tới ngày 21 tháng 3, là tầm 8 tới 9 ngày nữa. Ivy đang mong đợi xem cái mặt hàng mà Ivy order nó như thế nào. Đợt trước Ivy đặt là toàn quần áo mùa đông không, đợt này là quần áo mùa hè. Hy vọng là nó sẽ giống như hình. Ivy sẽ quay video khi mà Ivy nhận được những cái mặt hàng này để cho mọi người xem nhé. Khi mà Ivy đặt hàng trên cái hãng này, cái hãng Shein này, có hai điều mà Ivy băn khoăn. Thứ nhất là cái kích thước á, cái kích cỡ nhiều lúc nó có nhiều cái nó vừa vặn với mình, có nhiều cái nó hơi rộng, nó có nhiều cái nó rộng, rồi có nhiều cái nó bé hơn so với cái kích thước mà đăng trên trang web. Cái thứ hai nữa là chất liệu vải nè, nhìn thì nó rất là đẹp nhưng mà lúc mà mua về thì nó hơi nhầu hoặc là nó khá mỏng. Lúc mà Ivy order thì Ivy thường xem những cái các review, những cái mặt hàng mà những người mua trước đã mua, chụp hình lên xem thử nó có đúng như hình hay là không. Ngoài ra trong này nó sẽ có những coupon đó cả nhà.
những cái các phiếu giảm giá mà chưa sử dụng nè, cái này đã hết hạn rồi thì nó sẽ không còn hiệu lực nữa. Thì lúc mà đặt hàng thì mọi người có thể sử dụng những cái phiếu giảm giá này. Ví dụ như mình vào trong cái coupon nhé, mình copy cái nào 49 đồng đi, mình sẽ copy cái code này, tại vì sẽ vào trong woman chọn ra nhiều lắm luôn á các bạn, vào đây rồi là chỉ có mê thôi. Nào, bên phía này nó sẽ có cái kích thước nè, một size là nhỏ 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 hơn nhỏ, tại vì click vào đây chọn cái size là small, add to cart 17 đồng. Này cũng có đồ con nít nữa, các bạn vào đây chọn cái size add to cart. Đó, vào đây chọn size nhỏ nhất, add to cart, view bag. Đó, check out nha. Lúc mà check out thì nó sẽ yêu cầu các bạn đây, nếu mà các bạn có coupon thì các bạn sẽ nhập vào, nãy vì mới copy xong dán vào đây apply thì nó sẽ giảm được 9 đồng 75. Nếu mà các bạn có điểm thì có thể sử dụng điểm. Nếu mà có gift card thì có thể sử dụng gift card. Thì đây là cách mà các bạn thanh toán. Sau đó mình sẽ place an order, rồi sẽ điền thông tin cá nhân vào đây các bạn nha. Đây là cách mà các bạn đặt hàng sử dụng coupon. Mình thường để dành những cái coupon để mà lúc mà mình order nó đỡ được cái tiền vận chuyển. Rồi cái này IP vừa mới thêm vào. Giờ vào trong my order. Cancel order. Duplicate order đi ha. No thanks. Reorder. Ok, đây là một cái đơn hàng mà Ivy đặt khá là lâu rồi, vào năm 2018. Ivy sẽ cho các bạn xem những cái sản phẩm này thật như thế nào nha. Cái cuối cùng này nó khá là đẹp á các bạn. Tuy nhiên nó một cái đó là thay vì chọn cái size extra small thì AV chọn cái size small, nó hơi rộng với AV. Và cái mặt hàng này nó không có còn nữa. Rồi cái áo này cũng khá là đẹp. Ba cái trên thì được nhưng cái cuối cùng thì nó hơi nhỏ. AV sẽ quay cái video để xem cho các bạn xem nha. Đây là cái áo đầu tiên mà AV đặt hàng ở trên cái trang web Shein. Cái áo này là áo len các bạn. Màu xanh rất là đẹp, AV thích cái màu xanh này. Áo này thì mặc vào những cái ngày se se lạnh thôi, tại vì cái áo này hở vai á, cho nên AV cũng ít mặc ở những cái nơi công cộng, tại vì nó hơi hở vai một chút. Cái áo thứ hai mà AV đặt, cái áo hoodie này, cái áo có mũ. Đây là cái mũ của nó. Có ba màu: đen, trắng và đỏ. Ivy rất là thích cái áo này. Nếu mà Ivy đặt cái size nhỏ hơn một chút thì khá là đẹp. Cái áo này nó hơi rộng, mặc vào nó rất là rộng. Cho nên Ivy cảm giác nó không tự tin, chỉ mặc những lúc ở nhà. Và cái áo tiếp theo, chất liệu giống như cái áo màu xanh mà Ivy đang mặc. Tuy nhiên cái áo này thì nó hai dây và nó có một màu
màu này là màu đỏ và giống như cái áo crop top vậy đó, nó hơi ngắn cho nên phải mặc cái quần lưng cao một chút ha. Cái này thì cũng khá là dễ thương. Có một cái áo màu trắng nữa mà Ivy tìm hồi không có ra, thì cái áo màu trắng đó cũng khá là đẹp, có một cái nơ ở phần cổ, nhìn rất là cổ điển nhưng mà cũng rất là đẹp. Đa số những cái mặt hàng ở trên cái hãng cái trang web Shein rất là đẹp với cả nhà. Tùy thuộc vào sở thích, tùy thuộc vào cái mục đích của các bạn mặc và cái kích thước. Ivy rất là thích cái trang web này. Ivy chỉ chia sẻ với cả nhà thôi, không có hình thức quảng cáo gì cả. Nếu những cô chú anh chị nào mà muốn có thêm quần áo đẹp trong cái mùa hè sắp tới thì có thể truy cập vào trong trang web này xem thử là mình có thích những cái mặt hàng nào hay là không. Tại vì Ivy đặt hàng lần thứ hai rồi, thấy quần áo cũng khá là ổn cho nên mới chia sẻ với cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ghé kênh ủng hộ Ivy. Cả nhà thương Ivy bằng hơn bằng cách nhấn nút đăng ký kênh Ivy Đoàn Cuộc Sống Mỹ Vlog. Đăng ký kênh thì có rất là nhiều video trên trang YouTube, kênh YouTube của Ivy. Cả nhà thương Ivy, sau mỗi lần xem cho Ivy xin nút like nhé. Comment dưới mỗi video, có thể share video này cho nhiều người cùng biết. Ivy xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin phép chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.